Thưa quý vị, tối qua Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố tổ chức kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, ngày 10 tháng 8 1961, ngày 10 tháng 8 2022 và chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 1.400 trẻ em. Đến nay, hội đã vận động được nguồn kinh phí 162 tỷ đồng để chăm sóc nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Trong hai năm 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng thành hội cùng các cấp hội cơ sở triển khai vận động nguồn lực xây mới và nâng cấp 11 ngôi nhà, trao 350 suất trợ dưỡng thường xuyên, 70 suất học bổng, 60 suất sinh kế, 80 xe lăn, xe đạp, đảm bảo nuôi dưỡng bán trú thường xuyên 110 trẻ là nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận những đóng góp của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố trong thời gian qua, đồng thời hy vọng chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm nhằm chăm sóc, giúp đỡ, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nạn nhân chất độc da cam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng khẳng định, thành phố luôn quan tâm có chính sách với những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Cho dù khó khăn đến đâu, thành phố vẫn sẽ cam kết nỗ lực để thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, trong đó có việc quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam. Và đặc biệt, thành phố luôn chỉ đạo các sở ngành phối hợp cùng Hội nạn nhân chất độc da cam tham mưu cho thành phố để ban hành nhiều các chính sách hơn nữa để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Tại chương trình, 30 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1.100.000 đồng đã được trao tặng. 26 đơn vị tổ chức cá nhân trao bảng tượng trưng ủng hộ chương trình với số tiền hàng tỷ đồng. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã tri ân tấm lòng vàng, tặng hoa cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành với Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố trong những năm qua. Ban tổ chức cũng phát động nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Dioxin. Tính đến cuối chương trình, ban tổ chức nhận được sự ủng hộ của gần 300 tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm với số tiền hơn 6 tỷ đồng.